Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới Nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Diễn biến đợt lũ thứ 3 trên sông Trường Giang, Trung Quốc, đặc biệt là việc đập Tam Hiệp tiếp tục xả đợt lũ thứ 3 với lưu lượng nước đổ về cao kỷ lục. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Mưa lớn chuyển hướng, nguy cơ Hoàng Hà đợt hứng đợt lũ bất chợt. Trung Quốc dốc toàn lực ứng phó đợt lũ kỷ lục. Đập Tam Hiệp xả lũ kỷ lục. Trung Quốc phanh phui vi phạm đê nghiêm trọng ở nhánh sông Trường Giang. Đó là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần thông tin chi tiết. Theo thông tin đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khi mưa lớn và lũ lụt ở nước này được dự báo có thể xảy ra tại lưu vực sông Hoàng Hà bất cứ lúc nào sau khi vành đai mưa di chuyển về phía Bắc từ ngày thứ tư này, Taiwan News dẫn thông báo cho hay lượng mưa lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang hay sông Dương Tử đang được dự báo sẽ giảm từ ngày thứ tư này. Chính phủ Trung Quốc vẫn quyết định duy trì mức ứng phó kiểm soát lũ thứ cấp trên các sông Trường Giang và Hoài Hà, cũng như các khu vực trọng yếu cần thiết ở phía Bắc. Trước đó, vào hôm Chủ nhật, đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang đã hình thành. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay, tới 14 giờ chiều cùng ngày, hồ chứa đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang ghi nhận lượng nước vào tới 50.000 mét khối mỗi giây và đạt đỉnh 60.000 mét khối mỗi giây vào ngày thứ hai. Đến 8 giờ sáng hôm thứ hai, đỉnh lũ đi qua khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp và đang tiến về trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Trong bối cảnh dòng chính của trung lưu và hạ lưu sông đang vẫn duy trì mức nước cao, trong khi đó mực nước ở dòng chính của trung lưu và hạ thượng lưu sông Hoàng Hà đang giảm dần. Dù vậy, mực nước sông Hoài Hà vẫn đã vượt mức báo động trong một thời gian dài. Tới hôm thứ tư, mực nước ở trung lưu và hạ lưu của sông Trường Giang, bên dưới thành phố Thạch Thủ, tỉnh Hồ Bắc và Hồ Bá Dương, Hồ Động Đình vẫn tiếp tục vượt mức cảnh báo, dự kiến mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra ở lưu vực sông Hoàng Hà bất cứ lúc nào sau khi vành đai mưa di chuyển về phía Bắc vào ngày thứ tư tới. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, sau khi vành đai mưa di chuyển về phía Bắc, mưa lớn xảy ra ở vùng Hoàng Hà, phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, đồng thời lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở sông Hoàng Hà, Hải Hà và các sông ở đồng bằng sông Liao. Nhằm ứng phó với đợt lũ thứ 3 trên sông Trường Giang, thì các nhà chức trách Trung Quốc đã huy động mọi nguồn lực nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai, máy móc hạng nặng đã được triển khai để xây dựng và gia cố các bờ kè tạm thời nhằm ngăn lũ phá sập các cống xả. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục trút xuống các khu vực rộng lớn thuộc miền Nam Trung Quốc. Kể từ đầu mùa lũ, nước ở nhiều con sông và hồ chứa đã đang dâng lên các mức kỷ lục. Hình thái thời tiết này được dự báo còn tiếp tục trong những ngày tới. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định mực nước hồ chứa Tam Hiệp sẽ không đe dọa đến hệ thống kiểm soát đa chức năng của đập. Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền các địa phương và các đảng viên phải có trách nhiệm ngăn chặn thảm họa do lũ lụt gây ra và thực hiện tốt công tác cứu trợ. Đây là chỉ thị thứ 3 của nhà lãnh đạo Trung Quốc về ngăn chặn và kiểm soát thảm họa tự nhiên chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ. Trang tin CCTN dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết lũ lụt do mưa gây ra ở Trung Quốc ảnh hưởng đến 54,8 triệu người ở 27 vùng cấp tỉnh của Trung Quốc tính đến ngày hôm qua. Còn theo Tân Hoa Xã, 3,76 triệu người đã phải sơ tán khỏi các vùng ngập lụt. Tổng cộng 158 người thiệt mạng hoặc mất tích, có tới 41.000 ngôi nhà bị sập và 368.000 ngôi nhà bị hư hại, khoảng 5.283 ha cây trồng bị phá hủy. Thiệt hại về kinh tế rất lớn, lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 20,66 tỷ đô la Mỹ. So với mức trung bình của cùng khoảng thời gian trong 5 năm qua, thì số người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm nay tăng 23,4% và thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 13,8%. Đập Tam Hiệp đã tiếp tục xả lũ ở mức 37% để đảm bảo có đủ sức chứa và giữ an toàn cho vùng trung lưu và hạ lưu sông. Trước diễn biến trận lũ thứ 3 đổ bộ trên sông Trường Giang, vùng thượng lưu sông Trường Giang đang hứng chịu trận lũ thứ 3 trong năm nay do mực nước sông đang dâng cao khiến mức nước đổ về đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục con đập lớn nhất thế giới đang phải xả lũ ở mức 37%. Trao đổi với China Global Television Network, kỹ sư cấp cao của đập Tam Hiệp Gao Yulei cho biết việc xả lũ có thể giữ mức nước tại các trạm quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn và xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Ông Gao nhấn mạnh, trận lũ bắt đầu lúc hôm thứ ba và lưu lượng nước xả ra đập đã tăng thêm 2.000 mét khối mỗi giây sau khi mực nước ở hạ lưu giảm xuống. Tuy nhiên, đối với lần này, việc điều tiết lượng nước trở nên khó khăn hơn. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng phải mở 3 cửa xả lũ để đối phó với lũ số 2 trên sông Trường Giang. Mưa lớn kéo dài liên tục kể từ tháng trước và đã tàn phá phần lớn miền Nam Trung Quốc. Nước ở nhiều sông hồ đạt mức cao nguy hiểm, trong khi dự báo cho thấy những ngày tới có thể mưa lớn hơn và mưa bão. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp không phải là mối đe dọa đối với hệ thống kiểm soát đa chức năng của đập. Con đập dài 2.309m và cao hơn 185m đã đi vào hoạt động năm 2003. Bên cạnh đó, hệ thống này có 5 tầng tàu và 38 máy phát điện thủy điện. Kỹ sư Cao cho biết,
Đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục xả nước để đảm bảo cho đủ sức chứa, vì vậy nó có thể sẵn sàng cho trận lũ tiếp theo. Chúng tôi dự đoán trận lũ thứ 3 này tiếp tục kết thúc vào cuối tháng này, trong khi lũ lụt tiếp tục tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết nhiều thành phố hạ lưu đang bị ứng do mưa lớn làm ngập hệ thống thoát nước, chứ không phải do lũ lụt từ sông. Liên quan đến việc xây dựng trái phép bên trong con đê của một cánh sông ở hạ lưu sông Trường Giang, thì Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang tiến hành điều tra để làm rõ về vụ việc trên. Theo đó, 5 nhà hàng và quán bar được xây dựng trái phép bên trong đê trên sông Tần Hoài, huyện Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Mỗi nhà hàng và quán bar được xây dựng trong các hố sâu khoảng 12m và cao 3m ở phía bên đê, không giáp với mặt nước. Tờ China Daily cho hay, chính quyền địa phương đã phá hủy tất cả các cửa sổ, cửa ra vào và trang trí các cơ sở xây dựng trái phép vào tối hôm Chủ nhật để tránh thiệt hại hơn nữa có thể gây ra cho đê. Khung bê tông của các tòa nhà đã được giữ lại. Sông Tần Hoài chảy qua các huyện chính của Nam Kinh và một nhánh của bờ về hạ lưu sông Trường Giang. Do mưa lớn và dòng chảy lớn từ sông Trường Giang, chính quyền Nam Kinh đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lên sông Tần Hoài lên mức cao nhất vào đầu tháng này. Theo Bộ Thủy lợi, các chuyên gia đã được phát đến cảnh báo hiện tại của con đê. Chính quyền quận Giang cho biết trên trang web địa phương khẳng định bất kỳ người vi phạm các quy định quản lý sông của Trung Quốc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Các nhà hàng quán bar này đã hoạt động ít nhất 6 năm sau khi thuê khoảng 3.500m2 ở các chân đê của công ty xây dựng đô thị Giang Linh. Mỗi nhà hàng đã trả gần 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 71.400 đô la Mỹ cho công ty mỗi năm. Công ty đã cố gắng lấy lại địa điểm kể từ tháng 5 2018, nhưng không đạt được thỏa thuận với các chủ nhà hàng. Công ty này biết các công trình xây dựng là bất hợp pháp bởi chúng có thể đã tác động đến sự vững chắc của đê, vì đôi khi nước rỉ ra từ tường. Một số phương tiện truyền thông địa phương của Nam Kinh đã báo cáo các công trình xây dựng trái phép vào năm 2004. Nhưng tại thời điểm đó, công ty xây dựng đô thị Giang Linh chỉ hứa hẹn sẽ đình chỉ chúng. Theo quy định quản lý sông ngòi và đê điều của Trung Quốc, nhà và đường không được phép xây dựng một số khu vực xung quanh đê. Ngay cả việc xây dựng các cây cầu cũng cần được chính quyền phê duyệt để đảm bảo an toàn cho đê. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc cũng trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ. Lũ lụt trên sông Trường Giang khiến Đập Tam Hiệp phải xả lũ lần thứ 3 trong năm. Nhiều đoạn đê đã bị vỡ trong mùa lũ này. Giới chức Trung Quốc ngày hôm qua cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 16 người mất tích sau khi cơn bão số 4 đổ bộ vào các khu vực ven biển ở Quảng Đông. Trước đó cùng ngày, chính quyền tỉnh này đã ban bố cảnh báo bão ở mức cao nhất. Theo đài quan sát khí tượng địa phương, bão số 4 đã mang theo mưa lớn và gió mạnh lên tới 180 km/h. Tính đến 7 giờ 30 tối qua, lực lượng chức năng thành phố Trạm Giang kéo được về cảng 35 chiếc tàu mắc cạn ngoài biển và cứu sống được 117 cư dân. Đã có ít nhất một thuyền viên thiệt mạng và 16 người có mất tích. Chiều cùng ngày cũng trận lốc xoáy ở huyện Thuận Đức, thành phố Phật Sơn làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 20 km/h, tấn công khu dự trị Choang, Quảng Tây và có thể tràn tới đồng bằng sông Châu Thổ, trong Châu Giang trong một vài ngày tới. Bão số 4 đổ bộ vào Trung Quốc đúng thời điểm hàng triệu người dân nước này đang đi nghỉ lễ nhân dịp Quốc Khánh. Hiện còn khoảng 500 du khách bị mắc kẹt trên hòn đảo Vang Li. Chính quyền địa phương đã sơ tán du khách trong gió mạnh và mưa lớn khiến việc di chuyển bị gián đoạn. Trước khi đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Nam Trung Quốc, bão số 4 đã di qua đảo Luzon của Philippines làm 2 người thiệt mạng và gần 190.000 người bị ảnh hưởng. Bão số 4 đang tiến dần đến đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, nằm ở phía bắc của bán đảo du lịch ở Hải Nam. Sức gió tại tâm bão lên đến 180 km/h. Dự kiến bão đổ bộ vào đất liền vào trưa nay theo giờ địa phương. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn xảy ra tại Quảng Đông và Hải Nam, nơi đang có hàng nghìn người tập trung trong kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài một tuần. Cũng tại hai tỉnh trên, hơn 60.000 tàu thuyền đánh cá đã trở về nơi neo đậu và hơn 40.000 người dân đang làm việc tại các trang trại nuôi cá đã di chuyển đến nơi đã trú ẩn an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày hôm kia, vị trí tâm bão số 4 vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 10 đến 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, tức là từ 90 đến 120 km/h, giật cấp 13-14. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13, sóng biển cao từ 3-5m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, tức là 90 đến 120 km/h,
giật cấp 12-13. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng biển cao từ 3-5m, biển động dữ dội, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đây là cơn bão di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.